phép cộng trong phạm vi từ 1 đến 6. Một cộng một bằng hai. Một cộng hai bằng ba. Một cộng ba bằng bốn. Một cộng bốn bằng năm. Một cộng năm bằng sáu. Mình có một quả bóng. Mình để thêm một quả bóng nữa. Vậy mình có 1, 2 quả bóng. Thì mình sẽ được phép tính nha. 1 cộng 1 bằng 2. Mình có một bánh kem. Mình để thêm 2 bánh kem nữa. Vậy mình có 1, 2, 3 bánh kem. Thì mình sẽ được phép tính nè. 1 cộng 2 bằng 3. Mình có một cây kẹo mút. Mình lấy thêm 3 cây kẹo mút thì mình sẽ có 1, 2, 3, 4 cây kẹo mút thì mình sẽ được phép tính 1 cộng 3 bằng 4. Mình có một cái bánh. Mình lấy thêm 4 cái bánh nữa. Vậy mình có 1, 2, 3, 4, 5 cái bánh thì mình sẽ được phép tính 1 cộng 4 bằng 5. Mình có một cây kem ốc quế. Mình để thêm 5 cây kem ốc quế thì mình sẽ có 1, 2, 3, 4, 5, 6 cây kem ốc quế thì mình sẽ có phép tính 1 cộng 5 bằng 6. Phép cộng trong phạm vi từ 1 đến 6. Một cộng một bằng hai. Một cộng hai bằng ba. Một cộng ba bằng bốn. Một cộng bốn bằng năm. Một cộng năm bằng sáu. Mình có một quả bóng. Mình để thêm một quả bóng nữa. Vậy mình có 1, 2 quả bóng. Thì mình sẽ được phép tính nha. 1 cộng 1 bằng 2. Mình có một bánh kem. Mình để thêm 2 bánh kem nữa. Vậy mình có 1, 2, 3 bánh kem thì mình sẽ được phép tính là 1 cộng 2 bằng 3. Mình có một cây kẹo mút. Mình lấy thêm 3 cây kẹo mút thì mình sẽ có 1, 2, 3, 4 cây kẹo mút thì mình sẽ được phép tính 1 cộng 3 bằng 4. Mình có một cái bánh. Mình lấy thêm 4 cái bánh nữa. Vậy mình có 1, 2, 3, 4, 5 cái bánh thì mình sẽ được phép tính 1 cộng 4 bằng 5. Mình có một cây kem ốc quế. Mình để thêm 5 cây kem ốc quế thì mình sẽ có 1, 2, 3, 4,
5, 6 cây kem ốc quế thì mình sẽ có phép tính 1 cộng 5 bằng 6.